Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố đã có buổi làm việc với Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn quận. Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, lãnh đạo quận Thanh Khê cho biết, năm 2022, cùng với sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của thành phố, quận Thanh Khê đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu giao, tổng thu ngân sách hơn 714 tỷ đồng, đạt 127,35% dự toán giao, tăng 12,86% so với năm 2021, tổng mức bán lẻ và dịch vụ hàng hóa đạt 102%, sản lượng khai thác hải sản đạt 104,8%. Để phát triển quận Thanh Khê theo hướng bền vững và toàn diện, lãnh đạo quận Thanh Khê đề xuất thành phố cho chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng, trong đó có dự án cải tạo cảnh quan kiến trúc Hồ Thạc Giáng, Vĩnh Trung và kênh hở Phần Lăng với quy mô mỗi dự án trên dưới 200 tỷ đồng. Quận cũng đề nghị thành phố cần xúc tiến nhanh dự án di dời ga đường sắt, v.v chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung vinh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của quận thanh khê và chỉ đạo một số nội dung định hướng quan trọng để phát triển quận thanh khê trong thời gian đến